Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe bài đọc đức tin tựa đề Thiên Chúa không thất vọng về con người. Văn hào Nga Dostoevsky với những tác phẩm nổi tiếng như Tội ác và hình phạt, Anh em nhà Karamazov là người đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió. Sau một thời gian dài bị giam cầm vì lý do chính trị, ông bị kết án tử hình. Nhưng như một phép lạ, vào giữa lúc sắp sửa bị hành quyết, ông nhận được lệnh tha. Người viết tiểu sử của ông kể lại như sau: thời gian trong tù đã in đậm nét trên quãng đời còn lại của ông. Từ trên chiếc máy chém nhìn xuống đám người đang đứng dưới chân mình, ông chỉ còn thấy họ là những người bị áp bức, những người nô lệ đáng thương. Dù họ có phạm tội ác to lớn đến đâu đi nữa, tâm hồn họ vẫn là tâm hồn của những con người vô tội, do đó đáng được tha thứ. Khi bước xuống khỏi máy chém, Karamazov thấy mọi sự như vô nghĩa. Điều duy nhất còn có ý nghĩa đối với ông chính là tình yêu. Và cho dù trong suốt 30 năm sau, cuộc đời của ông đắm chìm trong bùn nhơ của tội lỗi, của khốn khổ, của ô nhục, ông luôn nhìn mọi sự qua lăng kính của tình yêu thương. Một lần bị đưa lên máy chém ấy cho ông hiểu rằng con người đau khổ, tất cả mọi người đều đáng cảm thông thương mến. Đó là sứ điệp mà Karamazov công bố trong suốt cuộc đời của ông. Cả cuộc đời của ông là một cố gắng không ngừng để diễn đạt câu nói: hỡi người anh em, không có gì có thể ngăn cản tôi yêu thương bạn. Nếu có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng về con người đốn mạt của mình, nếu có những lúc chúng ta không còn tin tưởng ở tình người nữa, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ngay ánh mắt nhân từ cảm thông của Ngài. Khi Sa-chê, thủ lãnh của người thu thuế, leo lên cây cao để thấy Ngài, Chúa Giêsu đã ôn tồn nói với ông: hôm nay ta phải ghé nhà con. Khi người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm được dẫn ra trước mặt Ngài, Chúa Giêsu nhỏ nhẹ nói với bà: ta cũng không định tội con. Khi Mary Magdalene đến quỳ dưới chân Ngài, Chúa Giêsu đã không hắt hủi cô. Khi Phi-e-rơ phản bội Ngài, Chúa Giêsu nhìn ông với tất cả trìu mến, thông cảm. Khi tên cướp bị treo trên thập giá hướng về Ngài, Chúa Giêsu đã hứa với anh: hôm nay con sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Ngài đã ngồi cùng bàn với phường thu thuế, bọn đĩ điếm, kẻ tội lỗi. Ngài tha thứ những kẻ đóng đinh Ngài vào thập giá. Qua cách cư xử của Chúa Giêsu, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương con người. Chính ánh lửa ấy đã khiến Thiên Chúa vẫn luôn nhận ra được hình ảnh của mình nơi con người, để không bao giờ thất vọng về con người. Thánh Kinh suy gẫm: ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian để nhờ con ấy chúng ta được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta. Giăng nhất chương 4 câu 8 đến câu 10. Chúa yêu thương bạn.